giúp đỡ. Tại vì mày nghèo quá. Nãy giờ tôi chọc chơi thôi nha, đừng có tưởng thiệt mà ghen tuông bậy bạ nha. Ôi! Đúng là mày. Coi như chết rồi đi. Chỉ vì một phút bốc đồng dẫn tới vụ án đau lòng. Mạnh Tiến mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Một Phút Bốc Đồng. Thưa quý vị, thích thể hiện cái tôi là đặc điểm tâm lý của hầu hết những người trẻ. Nói một cách khách quan, muốn bộc lộ cái tôi cũng là một trong những động lực thôi thúc người trẻ vươn lên trong học tập, trong rèn luyện, phấn đấu để tự khẳng định mình trong cuộc sống và trong xã hội hiện nay. Bên cạnh những cái tôi tích cực, lành mạnh, vẫn còn đó những cái tôi sai trái, lệch lạc của một bộ phận giới trẻ. Họ sẵn sàng lao vào ẩu đả, thậm chí là muốn giết người chỉ vì một phút bốc đồng, muốn thể hiện cái tôi của mình. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi vụ án chúng tôi đã tái hiện lại ngay sau đây. Ủa? Tuấn, con chưa đi làm á? Dạ, con thấy cái ghế nó rung quá, con sợ mẹ ngồi có gì nên con sửa cho nó chắc chắn lại đó mà. Chắc rồi đó, chắc, thấy chắc rồi đó con. Dạ. Để mẹ ngồi thử nha. Dạ. Chắc rồi mẹ. Quá chắc rồi. Rồi 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 rồi, con biết nó chắc rồi, mẹ đừng có lắc nữa, lắc nữa nó gãy thiệt á. Cho mình mày giấu ông già quá. Hay là để con mua cho mẹ cái ghế mới. Thôi, ghế nó còn chắc mà con, ngồi được rồi. Ừ. Thôi trễ giờ rồi con đi làm đi. Dạ, thôi vậy con đi làm nha. Ừ. Tuấn. Dạ. Con đi làm bỏ quên cái sắt nè. Tí xíu nữa quên đồ quan trọng rồi, ngày mai con thi, không có nó là chết luôn á. Con ơi, thi rớt á thì thi lại cũng được mà. Con á hả, giữ gìn sức khỏe đi, chứ vừa đi làm mà vừa học Anh văn nữa. Phải chi nhà mình đừng có nghèo. Thôi má, ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Tới đời con là nhất định phải khác. Con quyết định á là mình sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Má đừng có buồn nữa, phải tin vào con nghe chưa. Thôi, vậy con đi làm nha. Thôi con đi làm đi. Dạ. À, để chiều tối rồi mẹ đem cơm ra cho con nha. Dạ. Con đi luôn nha mẹ. Mày qua bên trái đi. Từ từ, từ từ. Đang ăn rừng cái. Con tướng đằng sau kìa. Ăn nó đi. Ok, ok, ok. Phải, cái thằng này. Mít kìa, mít. Đó. Phải vậy được không? Chạy. Chạy. Mày không thấy hả? Từ từ đi. Thua rồi đó. Đi game thôi mà, làm gì mà cộng như vậy? Thì cũng tại mày không á, tao kêu qua bên trái xong qua. Thì đang ăn bên đây mà, thua chán quá. Không cãi mày nữa đâu. Sang. Someone saw him driving a car. Ai đó trông giống anh ta đang lái xe. Khó gì ta? Everybody fits the house. Long. Ủa mẹ.
Ủa nay sao mẹ đem cơm ra sớm vậy? Sớm gì mà sớm, trời tối rồi đó con, sợ con đói đó. Trời ơi mẹ lo xa quá, con lớn rồi làm như con nít vậy mà còn lo đói này kia. Trời ơi giờ còn trẻ nói vậy á, sau này già đi rồi giá như giá này. Đó mẹ ho hoài luôn mà con biểu đi khám thì không chịu nghe đâu. Già rồi phải ho, đi khám chi tốn tiền con. Mẹ cứ vậy hoài luôn á, mà mai á mẹ đừng đem cơm cho con nữa, con ra đây mua cơm hộp ăn là được rồi. Trời cơm hộp ăn sao có chất con, có sức khỏe. Ừ mẹ cứ lo xa không à. Thôi nếu mà không muốn mẹ lo xa thì lo kiếm đứa nào cho nó tốt nết đi, mẹ ở nhà. Có ai chịu thương người nghèo như mình đâu mẹ. Bây giờ con phải lo sự nghiệp, rồi lo cho mẹ, chuyện vợ con tính sao. Trời nói tới mày, ủa chứ con gái nó có người nó thương là được rồi chứ, nó thương cái nết thôi. Trời ơi. Cái này vấn đề này khó quá, mẹ bỏ qua đi ha. Nói tới là mày nói khó quá, bỏ qua thôi. Rồi, được rồi, để từ từ con kiếm. Giờ mẹ về đi, cũng trễ lắm rồi đó. Thì mẹ về chứ ở đây làm chi. Ủa mà bữa nay sao thằng Nam đâu, nó không trực chung với con. À, Nam nó xin ốp, đi du lịch với gia đình rồi. Ủa thì phải có người bổ sung để trực chung chứ sao, có mình nguy hiểm lắm á. Rồi, lại bắt đầu lo xa nữa. Mẹ thấy đi, công ty đó có cái gì đâu, con coi là được rồi. Trời ơi, nói vậy chứ ai biết đâu được con, lỡ hay có chuyện gì rồi sao. Không có chuyện gì đâu, về giùm con đi, trễ lắm rồi đó. Rồi, thôi ăn cơm đi. Ừ, có gì về rồi kêu tôi mở cửa nha. Dạ, con biết rồi, để con đẩy xe. Rồi, mày về nha. Dạ, mày về cẩn thận nha. Tí con về con kêu cửa. Làm gì bắt máy lâu dữ vậy? Sao rồi? Tôi kêu ông bà chuyển có mấy triệu bạc thôi mà lâu lắc. Nè, mấy bữa nữa không chuyển hả? Tôi nghỉ học cho coi. Bệnh, suốt ngày bệnh. Tôi nè, tôi bị réo tên lên toàn trường tôi mới bệnh nè. Tôi nói rồi đó, mấy ngày nữa thôi á, không mấy tôi nghỉ học tôi đi bụi cho ông bà biết. Sao ngồi đây? Không đi thay đồ đi, không đi sinh nhật em Nga hả? Thôi, không đi đâu. Sao vậy? Mấy bữa nay tao thấy mày mê em Nga lắm mà. Đi đi, hôm nay sinh nhật em, nhân cơ hội này, lấy điểm. Không có tiền, thôi mày đi đi. Thằng này. Thôi đi đi, tao cho mượn. Thật không? Thế? Trời ơi, mày đúng là bạn chí cốt của tao luôn nha. Cảm ơn mày nhiều nha. Nhưng mà nói chuyện bớt giang hồ lại, mấy em nó không có thích. Nè, đừng có ý là cho tao mượn mấy đồng bạc rồi bắt đầu lên mặt dạy đời tao nha. Thôi, mà tao nói nghe nè, dục ông bà già ở nhà gửi tiền lẹ lẹ đi. Biết rồi, tao cảnh cáo ông bà rồi, mấy bữa nữa ông bà chuyển cho tao giờ á, không chuyển hả, tao bỏ nhà tao đi bụi luôn cho ông bà biết. Ghê như vậy ba, ba mẹ mày có con nhưng mày có hiếu dữ lắm. Mày nói gì hả? Tao đục vô mặt mày bây giờ á. Thôi thay đồ lẹ lẹ đi, tao đợi nữa nè. Ngồi đó đi, đợi tí. Con về trước luôn chú Tư ơi. Ừ, về đi con. Dạ, có gì coi giùm con nha. Ừ. Trời. Xem tí nữa tao lại tay lái té rồi đó. Dạy cho nó bài học mới được. Đứng lại mày.
có chuyện gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì? Mày biết chạy xe không mày? Nãy giờ tôi chạy xe bình thường mà. Mày chạy cái chiếc xe của mày, pha cái đèn vô mặt tao, làm cho tụi tao xem tivi bị té xe nè. À, hồi nãy xe tôi gặp vấn đề, tôi có rồ ga lớn lên tí xíu. Chắc là lúc đó nó vô tình rọi trúng lên mặt anh á. Có gì tôi xin lỗi được chưa? Xin lỗi được chưa? Mày xin lỗi kiểu đó mày. Thôi, người ta không xin lỗi rồi, bỏ qua cho người ta đi. Mày thấy thái độ nó không? Thái độ sao? Được. Mấy anh muốn kiếm chuyện đúng không? Mày chạy xe á, mày lắp cái não của mày vô. Cha má của mày ở nhà không biết dạy mày á, thì ra đường để tao dạy. Nãy giờ tôi nói chuyện với anh đàng hoàng nha. Anh đừng xúc phạm tới ba má tôi nha. Tao không xúc phạm nữa là sao? Rồi sao? Anh muốn cái gì? Thôi. Mày. Thôi. Thôi. Ê, dậy nó coi. Mày. Mày. Thôi. Lỡ người ta chết thì sao? Đúng rồi, má nhớ con quá. Má muốn đi theo con luôn à. Bác à. Ủa? Chắc chắn anh Tuấn Anh không muốn bác đi theo ảnh sớm đâu. Về rồi hả? Dạ. Con cũng mới được thả mấy bữa nay thôi. Bác cho phép con được thắp nén nhang cho anh Tuấn nha bác. Em xin lỗi anh Tuấn. Tại vì bây giờ em mới có cơ hội qua đây để thắp cho anh nén nhang. Em biết là em không đủ tư cách để xin anh tha thứ. Nhưng mà em chỉ xin anh một điều thôi. Cho phép em được phụng dưỡng má từ đây cho tới hết quãng đời còn lại của em nha anh. Con, con biết lỗi lầm của con rồi. Chắc Tuấn nó không có trách con đâu. Má, má cho phép con được gọi má là má nha má. Những vụ án mạng xảy ra với những lý do tưởng như vô lý như vụ án chúng tôi đã tái hiện ở trên, và hậu quả là một người mất mạng, kẻ vào tù. Chỉ vì một phút sốc nổi, thiếu suy nghĩ mà để lại những câu chuyện hết sức đau lòng và thương tâm. Vì vậy, những người trẻ hãy học cách ứng xử văn minh, biết kiềm chế cảm xúc của mình và đừng vì một phút bốc đồng, hiếu thắng, một phút giây manh động mà đánh mất cả tương lai, cả cuộc đời phải sống trong dằn vặt, hối hận như bị cáo. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết. Mạnh Tiến xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau trên kênh TTV 11.